đúng là độc lạ Việt Nam mà. Đến bây giờ này tôi biết là heo rừng xuất phát từ heo nhà đó cả nhà. Chỉ cần 30 giây là đã biến con heo nhà thành heo rừng rồi. Không biết người ta làm vậy để quay video hay làm kinh tế nữa. Theo bạn, họ làm vậy để làm gì vậy nhỉ?